Thế bạn nghĩ con lươn này là bất tử? Không, hãy xem hết video này. Đây là một cần thủ, anh ấy vừa câu được một con lươn điện khá là to. Và dĩ nhiên anh ta đâu có ngu mà sờ tay vào nó. Anh ta nhờ một con cá sấu gỡ móc câu ra dùng. Ngay khi môi chạm môi, cả hai đều đã cảm nhận được hương vị của tình yêu một cách cực kỳ là nồng cháy, sướng tê, giật tung cả người. Thật là một mối tình đẹp. Ở một vũ trụ khác, các thanh niên này cũng câu được một bé lươn điện. Ui giời, làm gì có con nào có thể tự tạo ra điện được. Hàng bịt thôi, để ta thử cho mà xem này. Đấy, có đéo đâu. Thế chưa? Ây, ảo thật sự. Để tôi coi. Ui. Trong tự nhiên thì lươn điện và cá sấu có một mối quan hệ hơi bị là mờ ám. Không gặp nhau thì thôi, chứ cứ hễ gặp nhau là cá sấu bị giật tung. Tưởng ăn được em nó mà dễ à. Hàng năm có đến chục cá chết liên quan đến loài này. Nạn nhân thường là lội sông, lội suối ở Amazon thôi nhé. Đứng hình 5 giây rồi vĩnh biệt cụ luôn. Trên cơ thể thì xuất hiện những mảng cháy xém. Trong tự nhiên không chỉ loài lươn này mới có thể tạo ra được dòng điện, mà còn có cả cá đối điện. Nó có thể tạo ra dòng điện 220V bằng với dòng điện mà chúng ta đang sử dụng. Một số cái tên khác mà bạn sẽ hết sức là bất ngờ đó là ong bắp cày, ong mật, thú mỏ vịt, cá mũi voi. Nhưng chúng chỉ tạo ra được những dòng điện nhỏ để hỗ trợ quá trình săn mồi bằng cách định vị con vật và đánh dấu những cái bông hoa đã được thu hoạch. Riêng ong bắp cày thì chúng có thể chuyển hóa được ánh sáng thành năng lượng để sử dụng luôn nữa cơ. Ảo thật sự. Chúng ta cũng có thể tạo ra dòng điện. Bản chất thì bộ não chúng ta chuyển tín hiệu đi khắp cơ thể bằng một dòng điện nhỏ. Ai cũng vậy thôi. Thế nên mới có chuyện nam nữ cọ cọ thấy tê tê. Mình thì vẫn luôn thắc mắc mà tìm hoài vẫn chưa có đáp án. Lỗ đích của con cá trình này nó nằm ở đâu? Và bọn này nó ra phối như thế quái nào? Nếu bạn biết câu trả lời thì hãy comment và cùng thảo luận. Thân ái và giúp mình một chén súp nha.